Còn là đợt này làm chắc nhanh hả chú Chính ha? Thấy anh em tiếp đông nè. Dạ. Thầu vừa được ra được miếng nào đâu. Mắt làm nhà không vợ không rồi. Cô bác tranh thủ lại tiếp. Dạ. Đợt mậu vừa cũng được tiếp đâu, bao lần ngày hả? Lúc đó mình bằng ruộng. À, những cái cây trụ cắm rất là thẳng cô chú anh chị à, từ bờ bên này qua bờ bên kia, ở trong bờ cũng thẳng ra tới ngoài kia luôn, cái cầu mình làm tới nữa nó ngay đó. Này nhờ có cái xuồng cũng đỡ, mấy anh em bơi qua bơi lại đem cái dáng xuống để mà đóng cốp pha. Đóng được bên này bên kia đóng cái nữa bắt đầu mình mới bắn đầu cột được. Thì làm cái cầu cái công đoạn mà cực nhất là cái công đoạn làm móng á. Nó nằm ở dưới nước không à. Cuộn lại mới được bé ơi. Đây họ nó giạt ra đó. Thank you.
đây để coi. Sâu nữa không? Thiện mến chào cô chú anh chị. Thì ngày hôm qua mấy anh em đổ được cái đà nước ở phía bờ bên kia. Sáng ngày hôm nay cũng đổ xong cái phần đà nước bên này rồi, đang buộc của bên kia để chuẩn bị mình đổ cột. Mỗi một cây cột là 8 cây thép đó cô chú anh chị. Mình nối lên 3 cột, tới nữa làm đà thì 4 đà. Nước bây giờ đang gồng, đang giật đó. Mình đổ đà nước rất là êm. Chơi chưa chưa chút xíu thì nước lớn lại. Ngày hôm nay có chú Chính nè, đợi coi mấy anh em làm. Lớn tuổi thì cũng thích làm từ thiện lắm. Không hên nè. Thôi cái đi. Đi. Đổ à, cái đi. Thôi. Nghe nó đi. Coi đừng có tao vậy đó. Thank you.